Trung tâm dạy kèm toán lý hóa Anh văn Dr. Hiệp Nguyễn Chilson khai trương vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Qua hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và viết sách, tiến sĩ Hiệp Nguyễn sẽ hướng dẫn con em quý vị đạt kết quả học tập cao như mong muốn, có lớp đặc biệt dành cho các em học sinh giỏi của HSC Extension 1 và Extension 2. Nhân dịp khai trương, trung tâm sẽ bớt 50% học phí cho 10 tuần lễ đầu. Nếu quý vị ở xa, có thể mua sách toán của Dr. Hiệp Nguyễn cho các cháu. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0411 812 656 hoặc email vnshow@gmail.com hoặc đến thẳng địa chỉ 8/88 John Street, Parramatta. Australia Vitamins Wholesale là nơi chuyên cung cấp sỉ lẻ các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamins đều có trên website của công ty. Đặc biệt Australia Vitamins cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam đến Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02-8764-3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Parramatta, New South Wales 2166. Lily và Kim Hoan rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ năm ngày 26 tháng 5 năm 2022. Và kính thưa quý vị khán giả, sau khi cuộc bầu cử tại nước Úc đã có những cái kết quả khá là rõ rệt, thì cử tri vẫn tiếp tục có những cái quan tâm khác. Và một trong những cái quan tâm hiện nay đó là về vấn đề dịch bệnh cúm mà chúng tôi đã loan báo là đã có rất nhiều những ca nhiễm xảy ra, đặc biệt là tại tiểu bang New South Wales và đặc biệt hơn nữa là đối với thành phần trẻ em. Trong khi đó, với những ca nhiễm COVID-19, ngày hôm nay số ca nhiễm tương đương với số ca nhiễm của ngày hôm qua, có nghĩa là trên 46.000 người. Tuy nhiên, chúng tôi không quan tâm nhiều đến con số đó. Điều lo lắng hiện nay là nhân số tử vong vì COVID-19 vẫn đang trên đà gia tăng và kỷ lục mới đã được thiết lập ngày hôm nay với 71 trường hợp tử vong đã được xác nhận. Trong số này, gần phân nửa là 30 người tại tiểu bang New South Wales. Và điều này cho thấy một lần nữa, chủng biến thể Omicron thật ra không hề đơn giản như là phỏng đoán ban đầu của các chuyên gia khi cho rằng nếu những người nào đã chủng ngừa thì Omicron chỉ gây ra tình trạng bệnh tình nhẹ nhàng. Tuy nhiên, với sự gia tăng của nhân số tử vong cũng như là gia tăng số người nằm bệnh viện, đặc biệt là tại Victoria, thì chúng ta thấy rõ là Omicron cũng khá là nguy hiểm. Và điều cần thiết nhất hiện nay đó là việc chủng ngừa mũi booster, mà theo Ủy ban Cố vấn Atagi thì họ vừa loan báo là đã có thêm 1.500.000 người nằm trong danh sách được yêu cầu chích mũi booster lần thứ nhì, càng sớm càng tốt. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cụ thể về các cái nhân số nhiễm mới và tử vong về dịch COVID-19 thì như sau. Tiểu bang Victoria thì ngày hôm nay ghi nhận 12.421 trường hợp nhiễm mới và có 19 người nữa không qua khỏi sau khi nhiễm COVID-19. Tại tiểu bang New South Wales, ngày hôm nay ghi nhận là 10.926 trường hợp nhiễm mới và có cái con số tử vong vì COVID-19 rất cao là 30 người. Còn tiểu bang Tây Úc thì ngày hôm nay cũng ghi nhận 2 trường hợp nữa tử vong sau khi nhiễm COVID-19. Còn nhân số nhiễm mới thì cũng đã giảm hạ chút ít so với những ngày hôm trước, còn 11.832 trường hợp. Ở Tây Úc thì hiện nay vẫn có cái con số nằm viện là 312 người, trong đó 6 người đang nằm điều trị trong ICU. Còn tại tiểu bang Queensland thì ngày hôm nay cũng ghi nhận cái nhân số tử vong rất cao là 19 người, trong khi nhân số nhiễm mới là 5.246 trường hợp. Và nhân số nằm viện điều trị vì COVID-19 ở tiểu bang Queensland vẫn khá ổn định là 445 người, trong đó 12 người đang nằm trong ICU. Còn ở tiểu bang Queensland thì cũng chuẩn bị sớm đưa vào xét nghiệm cả COVID-19 lẫn cúm cho những bệnh nhân đến khám tại các phòng khám của tiểu bang. Và việc mà xét nghiệm đồng thời cả COVID-19 lẫn cúm thì hiện nay cũng đã được tiến hành ở tiểu bang New South Wales hay là Victoria. Và kính thưa quý vị, tiểu bang Nam Úc ngày hôm nay cũng đã có thêm một nạn nhân tử vong vì COVID-19. Số ca nhiễm vẫn duy trì ở mức ổn định là 3.837 trường hợp, trong khi 238 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện.
và trong số này có 9 người tại khu khẩn cấp ICU. Tiểu bang nhỏ nhất là Tasmania thì đã có sự giảm hạ với 946 ca nhiễm. May mắn Tasmania không có ai tử vong. Tương tự, lãnh thổ thủ đô cũng không có người tử vong và lãnh thổ Bắc Úc cũng trong tình trạng tốt đẹp đó. Với số ca nhiễm tại thủ đô ACT là 911 người và tại lãnh thổ Bắc Úc là 330 ca nhiễm. Những thông tin về dịch bệnh COVID-19 có lẽ chúng ta đã nghe quá nhiều xuyên suốt trong 2 năm đại dịch 2021 và 2020 vừa qua, nên chúng ta không còn thấy lo ngại nhiều nữa. Tuy vậy, những thông tin về dịch cúm mùa đông lại đang gây rất nhiều quan ngại cho các chuyên gia, đến mức độ mà chính phủ của tiểu bang Queensland đã kêu gọi và đã tuyên bố miễn phí vaccine chủng ngừa bệnh cúm cho toàn thể cư dân tiểu bang Queensland. Và trong bối cảnh này thì ngày hôm nay các chuyên gia y tế cũng đã kêu gọi tất cả những tiểu bang và lãnh thổ còn lại hãy theo gót chân của Queensland để có chương trình chủng ngừa miễn phí cho toàn thể cư dân, thay vì chỉ miễn phí cho thành phần trên 65 tuổi hoặc cho thành phần trẻ em dưới 6 tuổi. New South Wales, thủ hiến Berotech đã xác nhận là ông sẽ sớm đưa ra quyết định vào tuần tới để cư dân New South Wales có thể được nhanh chóng chủng ngừa bệnh cúm. Trong khi tiểu bang Victoria ngày hôm nay đưa ra một con số khá là kinh hoàng khi mà tổng số ca nhiễm cúm đã lên đến là 10.600 trường hợp, tăng rất mạnh so với chỉ có 62 người bị nhiễm bệnh cúm trong năm ngoái mà thôi. Queensland cũng đã có số ca nhiễm tăng gấp đôi mỗi một tuần lễ và hiện nay đang có 4.200 người bị nhiễm bệnh. New South Wales thì trung bình mỗi một tuần đã có 1.125 người và đặc biệt là những trường hợp bị cúm ở New South Wales thì lại khá nặng, đang có đến 150 người ở chữa trị ở bệnh viện. Các chuyên gia y tế hiện nay còn lo ngại về tình trạng trẻ em chưa chủng ngừa bệnh cúm, bởi vì thống kê cho thấy là có đến 20% số trẻ em, đặc biệt là trẻ em tại Victoria, đã bị nhiễm bệnh cúm, trong khi những trẻ em này thì chưa chủng ngừa. Và vì vậy, một lần nữa, ngoài việc kêu gọi người dân chủng ngừa COVID-19, hiện nay Bộ Y tế lại đặt trọng tâm kêu gọi người dân hãy chủng ngừa bệnh cúm mùa đông, bởi vì đợt cúm lần này sẽ là một trong những đợt cúm kinh hoàng tại nước Úc, cao hơn cả rất nhiều so với vào năm 2019 khi mà đã có 953 người tử vong sau khi nhiễm bệnh cảm cúm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy để thấy là dịch cúm mùa cũng như đại dịch COVID-19 ở Úc Châu vẫn khá nghiêm trọng. Và có lẽ mà chính phủ mới của tân thủ tướng Anthony Albanese mà sau khi ổn định chính phủ có lẽ cũng sẽ phải đưa ra những cái biện pháp cấp bách để phòng chống cả hai loại dịch bệnh này. Còn về phương diện ngoại giao thì sau khi mà Úc có thủ tướng mới thì mối quan hệ mà vốn đã căng thẳng giữa Úc và Pháp sau khi mà Úc đơn phương hủy bỏ cái hợp đồng đóng tàu ngầm đã ký với Pháp thì cũng đã có thể được xoa dịu sau khi mà ông Anthony Albanese cũng đã nhận được điện thoại chúc mừng từ Tổng thống Pháp. Theo thông tin trên báo chí thì tân thủ tướng Anthony Albanese cũng thừa nhận là đã có cái cuộc trò chuyện rất tích cực với Tổng thống Pháp trong bối cảnh mà quan hệ hai nước cũng có dấu hiệu tan băng. Nhà lãnh đạo mới của Úc cũng xác nhận trên trang mạng Sky News hôm nay rằng là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã liên hệ ngay với ông sau chiến thắng của Đảng Lao động vào hôm thứ Bảy vừa qua. Tuy nhiên, ông Albanese thì cũng không tiết lộ chi tiết cuộc trò chuyện này mà chỉ bày tỏ hy vọng về một sự khởi đầu mới trong mối quan hệ song phương với nước Pháp. Và kính thưa quý vị, ngoài những thông tin tích cực về bang giao quốc tế thì Đảng Lao động còn có một cái thông tin tích cực khác khi mà theo chuyên viên bầu cử của đài ABC là ông Anthony Green thì hiện nay Lao động có thể chiến thắng tại đơn vị Lyon ở tiểu bang Tasmania. Và nếu cái sự chiến thắng này được xác nhận thì Lao động đã có cái con số nhiệm màu là 76 ghế để thành lập chính phủ đa số mà không cần liên kết với đảng xanh hoặc bất cứ một cái dân biểu độc lập nào, và đó là tại Hạ viện. Tuy vậy, tại Thượng viện thì Đảng Lao động vẫn không có đa số, mà các nghị sĩ của Đảng Xanh và các nghị sĩ độc lập trong nhóm Jackie Clambie lại là những người nắm cán cân quyền lực. Trong khi Liên đảng Tự do Quốc gia, sau khi Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố thất cử vào tối ngày thứ Bảy, đồng thời ông cũng đã tuyên bố từ chức lãnh tụ Đảng Tự do. Trong bối cảnh này thì Đảng Tự do cũng đã có những cái phiên họp để bầu chọn lại lãnh tụ mới, và người được chọn không ai khác hơn là ông Peter Dutton.
Và trước khi mà đảng tự do nêu tên Peter Dutton là lãnh tụ thì ông đã có những cái thay đổi về hình ảnh cá nhân của mình. Lý do là bởi vì trong suốt thời gian ông giữ chức vụ Bộ trưởng Nội vụ và sau đó là Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ liên đảng thì ông luôn có những cái phát biểu rất là cứng rắn và thậm chí ông đưa ra phỏng đoán là sẽ có một cuộc chiến xảy ra với Trung Quốc trong vòng 10 năm sắp tới. Những cái sự cứng rắn này của ông Peter Dutton đã nhận rất nhiều những sự chỉ trích và để đảm nhận một cái vai trò mới thì ông Peter Dutton đã cố gắng thay đổi những cái hình ảnh của mình trên các phương tiện truyền thông báo chí để cử tri có một cái nhìn nhẹ nhàng hơn đối với cá nhân của ông. Và điều này có lẽ ông đã học hỏi từ thủ tướng hiện nay là ông Albanese, bởi vì trước khi diễn ra cuộc chạy đua nước rút 6 tuần lễ cuối cùng thì ông Albanese cũng đã có những cái sự thay đổi ngoạn mục về hình ảnh cá nhân của mình và đó cũng được cho là yếu tố mang đến sự thành công vừa qua của cá nhân ông Albanese và của đảng lao động nói chung. Vâng, cũng dễ hiểu đó chị Kim Hoàng, bởi vì ông Peter Dutton sẽ ở vị trí lãnh đạo đối lập trong suốt 3 năm tới, tức là cũng sẽ xuất hiện rất nhiều trên báo chí gần tương tự như là Thủ tướng Anthony Albanese. Và mình sẽ nhìn thấy một cái gương mặt với một cái nụ cười, vâng, chứ không phải là một cái gương mặt đăm chiêu và vâng, chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy một cái nụ cười nào của ông Peter Dutton trên báo chí. Vâng. Nhưng mà hiện nay thì những hình ảnh với vợ, với con thì có lẽ nó sẽ có một cái nhìn khác đối với cử tri. Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi đó thì cựu Thủ tướng Scott Morrison thì cũng nói rằng là ông không chấp nhận thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử liên bang vừa qua đối với liên đảng và thay vào đó ông sẽ rút lui để trở thành một người Úc trầm lặng. Ông Morrison và gia đình thì dự kiến cũng sẽ chuyển về nhà của họ ở khu vực Southern Side sau 3 năm sinh sống trong căn nhà của Thủ tướng ở vùng Kirribilli House. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ sau thất bại hôm thứ Bảy vừa rồi thì ông Morrison cũng nói trên đài phát thanh 2JB sáng nay rằng là ông sẽ trở lại với nhiệm vụ của một người cha và vào sáng nay ông đã đưa các con gái của mình tới trường như những bậc phụ huynh bình thường khác. Ông cũng nói đã lâu lắm rồi thì mới dành được cái thời gian quý báu như vậy cho gia đình riêng của mình. Cũng trên đài phát thanh 2JB sáng ngày hôm nay, cựu Thủ tướng Scott Morrison còn trêu đùa là có thể là ông sẽ trở thành một cái người lái taxi Uber, có nghĩa là taxi công nghệ không chừng, bởi vì ông vẫn rất là yêu thích những cái công việc đơn giản như thế này. Tuy vậy, mọi người ai cũng tin rằng ông không chỉ đơn giản là lui về hậu trường, mà đây chỉ là một cái thời gian mà chúng ta gọi là thời gian chuyển tiếp để tất cả những cái hình ảnh không tốt về một người Scott Morrison có thể được thay đổi và ông sẽ chấp nhận là dân biểu tại đơn vị Cúc mà thôi trong nhiệm kỳ 3 năm sắp tới. Nhưng sau đó thì chưa ai biết là ông có trở lại chính trường hay không, bởi thật ra thì ông Morrison là một người rất là có tài. Nhưng mà bởi vì ông cũng quá cứng rắn cho nên, và đặc biệt là đối với thành phần phụ nữ, cho nên ông đã mất đi một cái sự ủng hộ khá lớn từ phía phụ nữ cũng như là trong cái vấn đề ban giao quốc tế. Điển hình đó là những cái xích mích giữa ông với Tổng thống Macron của Pháp. Và ngay sau khi Thủ tướng Morrison thất cử thì tân Thủ tướng đã nhận được những cái lời chúc mừng từ ông Macron. Vâng. Trong khi cá nhân ông Morrison tìm cách làm quen với ông Macron xuyên suốt 2 năm mà hầu như là ông đã bị phớt lờ. Vâng. Và không có một cái đáp trả nào từ phía nước Pháp. Vâng, đúng vậy đó. Vâng, thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc mà gia tăng giá điện thì các hộ gia đình trên toàn Úc Châu dự kiến là sẽ phải chứng kiến cái sự gia tăng hóa đơn tiền điện của mình kể từ ngày 1 tháng 7 tới. Cụ thể thì kể từ ngày 1 tháng 7 tới thì các cái hóa đơn có thể cũng gia tăng tới 18.3% đối với một số khách hàng ở tiểu bang New South Wales, trong khi người dân ở Nam Úc và Queensland cũng đang trong cái tình trạng mà có thể phải đối diện với sự gia tăng tương tự khi mà hiện nay các nhà cung cấp năng lượng đang phải chuyển cái lợi nhuận hay là những cái chi phí đầu vào gia tăng của họ cho khách hàng của mình. Cơ quan quản lý năng lượng Úc thì hôm nay cũng đã công bố một cái gọi là giá chào thị trường mặc định, đưa ra cái mức giá tối đa mà các nhà bán lẻ điện có thể tính phí cho khách hàng và cư dân và các doanh nghiệp nhỏ. Con số này thì bao gồm cả 550.000 ngôi nhà và 93.000 doanh nghiệp nhỏ trên 3 tiểu bang bị ảnh hưởng. Từ ngày 1 tháng 7 thì khách hàng mà cư trú theo hợp đồng đứng tên tại tiểu bang New South Wales thì có giá điện sẽ gia tăng là 12.1% so với mức lạm phát hoặc là 18.3% trên danh nghĩa. Hóa đơn tiền điện của người dân ở Nam Úc thì cũng sẽ tăng ít nhất là 1.7% so với lạm phát và cũng có thể tăng cao hơn mức lạm phát tới 3.8%.
Còn ở vùng đông nam của tiểu bang Queensland thì cũng có thể phải chịu cái mức giá cao hơn cái mức lạm phát lên tới 6.8%. Và kính thưa quý vị, tiểu bang Victoria cũng đang trong tình trạng tương tự khi mà Victoria đã xác nhận cư dân vùng thành thị, có nghĩa là Melbourne CBD, chỉ đối mặt với sự gia tăng khiêm tốn ở mức là 1%. Tuy vậy, cư dân vùng nông thôn và đặc biệt là thị trấn Gippsland thì sẽ có sự gia tăng tiền điện lên đến 9%. Và trước những cái thông tin khá là tiêu cực về sự gia tăng của giá hóa đơn tiền điện, thì Bộ trưởng Năng lượng hiện nay trong đảng lao động, đó là ông Chris Powell, lập tức chụp lấy cơ hội này để chỉ trích chính phủ liên đảng tự do quốc gia là đã không làm gì cả trong vòng 9 năm vừa qua, để dẫn tới cái bối cảnh là hàng triệu cư dân Úc sẽ lâm vào tình trạng khó khăn. Là lý do là bởi vì trong cái bối cảnh mà việc sản xuất than đá rất là hạn chế, trong khi những cái công ty năng lượng tái tạo thì không đủ nhiều để tạo ra cái nguồn năng lượng cần thiết cho nước Úc. Và trách nhiệm đó tất nhiên là ở chính phủ liên bang, chứ không phải là ở chính phủ các tiểu bang. Và trong bối cảnh này thì ông Chris Powell cũng cam kết là đảng lao động sẽ đẩy nhanh hơn nữa cái vấn đề năng lượng sạch trong nhiệm kỳ này, có nghĩa 3 năm từ 2022 cho đến 2025. Và khi có thêm nhiều những công ty năng lượng tái tạo xuất hiện và hoạt động tại Úc, thì cư dân Úc lúc đó mới có được những cái giá ưu đãi về các hóa đơn tiền điện. Vâng, tuy nhiên thưa quý vị và các bạn, ở tiểu bang Queensland thì người dân cũng có thể được hỗ trợ phần nào. Khi mà vào hôm nay thì bà thủ hiến Anastasia Palaszczuk cũng đã tuyên bố rằng là chính phủ tiểu bang cũng sẽ hỗ trợ cho người dân khoảng là 175 đô la cái hóa đơn tiền điện tiếp theo của họ, để giảm bớt những áp lực về chi phí sinh hoạt mà người dân Queensland đang phải gánh chịu. Tiểu bang Victoria thì cũng tuyên bố là sẽ đưa ra những cái gói hỗ trợ cho người dân của mình, mà với cái hỗ trợ chi phí cũng có thể lên tới 5% hóa đơn tiền điện mỗi gia đình. Chúng ta chưa nghe gì từ tiểu bang New South Wales, là tiểu bang lớn nhất phải không? Hình như là thủ hiến Berotec dạo này khá là im lặng, không có một cái hoạt động hoặc là một cái phát ngôn gì mà làm cho người dân phấn khích, đã trong khi New South Wales đối diện với bầu cử trong năm tới. Vâng, còn về cuộc khủng hoảng nhà thì thưa quý vị và các bạn, vấn đề mà người dân quan tâm nhất là những cái biện pháp mà chính phủ liên bang cũng như chính phủ các tiểu bang hỗ trợ người mua nhà đầu tiên, thậm chí là hỗ trợ những người có thu nhập thấp được tiếp cận cái gọi là nhà ở xã hội. Một nghiên cứu mới cũng đã tiết lộ là những người mà có thu nhập thấp thì đang phải đối mặt với cái thời gian chờ đợi kéo dài lên tới hàng thập kỷ để mới có được cái căn nhà ở xã hội, với việc chính quyền các bang hiện nay cũng đang phải vật lộn đáp ứng cái nhu cầu ngày càng gia tăng. Cuộc nghiên cứu của trường đại học New South Wales thì thăm dò về nhà ở giá rẻ cho thấy thì cũng có thấy là chưa tới 30.000 ứng viên nhận được nhà trên toàn nước Úc từ năm 2020 đến 2021, tức là giảm tới 42% so với con số 52.000 người được nhận nhà ở xã hội của năm 1991. Đây được cho là mức giảm rất là mạnh nếu mà tính theo tỷ trọng tăng dân số quốc gia. Vì vào năm 1991, dân số Úc khi đó là chỉ khoảng 17 triệu người, trong khi so với năm 2020 và 2021 thì dân số Úc là xấp xỉ 26 triệu người. Trong khi đó thì báo cáo cũng cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội của Úc chỉ tăng có 9% từ giai đoạn là 2006 đến 2020, tức là vượt xa cái sự gia tăng của những người vô gia cư, vốn đã tăng tới 30% trong cùng cái thời gian đó. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, báo cáo của Viện Đại học New South Wales trong cốt lõi cho chúng ta thấy được một cái bức tranh là dân số của nước Úc ngày càng gia tăng, nhưng mà những cái căn nhà xã hội thì ngày càng giảm hạ. Và đó là lý do vì sao mà những người có thu nhập thấp hoặc là những người A pension, hưởng trợ cấp xã hội hoặc là hưởng trợ cấp thất nghiệp, không thể nào xin được một căn nhà ở của chính phủ trong khoảng thời gian năm 2020 và 2021. Trước đây vào thập niên 1991 thì việc xin một căn nhà ở xã hội tương đối là đơn giản, bởi vì cái tỷ lệ xây nhà nó khá nhiều, với trung bình 52.000 căn nhà xã hội đã được xây dựng. Trong khi cho tới năm 2021, dân số tăng lên hơn 26 triệu người, thì thay vì phải có hơn 100.000 căn nhà xã hội được xây dựng, nhưng thống kê cho thấy chỉ có 30.000 ngôi nhà được xây dựng mà thôi. Và tất cả những cái con số nói trên cho thấy một cái sự tắc trách của chính phủ liên bang, bởi vì chúng ta cũng biết những cái chương trình nhà xã hội cần phải có một cái sự kết hợp giữa liên bang và tiểu bang, và liên bang luôn luôn đổ lỗi là những tiểu bang chưa hoàn thành trách nhiệm của họ, trong khi cũng theo dữ liệu của
Viện Đại học New South Wales, thì tiểu bang Victoria đã chi tiêu 5 tỷ 300 triệu đô la trong năm vừa qua với hy vọng là sẽ xây được khoảng hơn 100.000 căn nhà xã hội trong 10 năm sắp tới. Tuy nhiên, dự án này chỉ thành công nếu liên bang đồng ý đóng góp cái phần còn lại của mình là 50%. Và cho đến hiện nay, dưới thời của chính phủ Morrison, thì câu trả lời vẫn chưa được minh bạch và mọi người đang chờ đợi chính phủ Albanese sắp tới có phê duyệt dự án nhà xã hội ở tiểu bang Victoria hay không. Và đó chỉ là một thí dụ nho nhỏ để chúng ta có thể giải thích được vì sao mà ngày càng có rất nhiều người Úc rơi vào tình trạng homeless, có nghĩa là không có nhà để ở, và đặc biệt là những cặp vợ chồng trẻ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi đó thì có một công ty đầu tư của Úc có văn phòng ở Melbourne và Brisbane cũng đã vừa bị sụp đổ và dự kiến là sẽ ảnh hưởng đến hàng trăm người và các cái dự án bất động sản, khi mà công ty này cũng tiết lộ rằng họ có cái khoản nợ lên tới 70 triệu đô la. Sự sụp đổ này thì cũng đã khiến tới 450 nhà đầu tư bị ảnh hưởng, khi mà công ty đầu tư này có tên là Remy Capital cũng đã được đưa vào quản lý tự nguyện từ hôm thứ Tư. Vâng, kính thưa quý vị, trong cái bối cảnh này thì tất cả những cái chính quyền địa phương hoặc là những cái cơ quan pháp luật sẽ đưa ra một cái phương án, đó là có một cái ban quản trị mới cho công ty Rumi Capital mà từ tiếng Anh gọi là DOCA. DOCA này sẽ đại diện cho tất cả những người chủ nợ mà hiện nay đang có trên 450 nhà đầu tư, đó là những người chủ nợ, và sẽ có một người đứng trên để đại diện cho 450 người này thương lượng trở lại và tiếp tục quản lý công ty để duy trì cái sự hoạt động của công ty. Và nếu công ty được duy trì thì nếu may mắn 450 người này có thể lấy lại được những khoản đầu tư của họ. Còn nếu rơi vào tình trạng phá sản hoàn toàn thì tất cả những cái nhà đầu tư này sẽ bị mất trắng. Và hiện nay công ty đang trong quá trình thương thuyết, hy vọng là sẽ đạt được thỏa thuận DOCA để hai bên đều có lợi. Có thể là không lấy lại được hoàn toàn số vốn họ đã đầu tư, nhưng ít ra họ cũng sẽ lấy được một phần nào đó, là bởi vì suy cho cùng thì số tài sản nó vẫn còn hiện hữu, chỉ là nó không đủ để thanh toán trong khi mà cái thời hạn trả nợ đã đến rất là gần. Và đó là bối cảnh chung cho lĩnh vực nhà ở cũng như là lĩnh vực xây dựng, sau khi hàng loạt những cái công ty xây dựng rất lớn của Úc đã rơi vào tình trạng phá sản kể từ đầu năm đến nay, như là công ty Propel hoặc là những công ty Condes có trụ sở chính tại Gold Coast của tiểu bang Queensland. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những thông tin này cũng đã kết thúc phần Điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần Điểm báo Thế giới vào lúc 8 giờ tối nay. Khi Hoàng xin trân trọng kính chào.